Mạnh Quỳnh chính thức làm lễ nhận ba con gái Phi Nhung trước hàng nghìn du khách. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Mạnh Quỳnh tiếp tục tham gia live show Nhớ Nhung tại phòng trà Đồng Dao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 5, Mạnh Quỳnh sẽ tham gia live show Tìm Em Trong Kỷ Niệm tại Đà Lạt cùng với ba con gái Phi Nhung, kết thúc chuyến lưu diễn ngắn ngày tại Việt Nam. Có thể thấy trong 4 live show liên tiếp, Mạnh Quỳnh đã cố gắng hết sức mình để mang lại cho khán giả Việt Nam những phần biểu diễn ấn tượng tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, đặc biệt là đêm nhạc miễn phí diễn ra vào tối 30 tháng 4. Sau đó Mạnh Quỳnh sẽ ở lại Việt Nam thêm 2 ngày để ghé thăm chùa Pháp Lạc thắp nhang tưởng nhớ Phi Nhung và đến một số địa danh nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn tại Úc và Pháp. Trong chuyến lưu diễn tiếp theo, Mạnh Quỳnh sẽ đưa ba con gái Phi Nhung theo để phục vụ khán giả khắp nơi trên thế giới. Đây là cơ hội để Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân có cơ hội cọ sát với những sân khấu lớn ở hải ngoại và trưởng thành trên con đường ca hát. Mạnh Quỳnh là người bạn của cố ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời và cũng là người giúp ca sĩ Phi Nhung hoàn thành tâm nguyện, chính là đưa ba con gái của Phi Nhung có cơ hội đến Mỹ lưu diễn, ghé thăm Tịnh xá Giác An, nơi đặt tro cốt của Phi Nhung cũng như ghé thăm căn nhà mẹ sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam làm từ thiện. Bà Merito cũng đã mời Mạnh Quỳnh và ba con gái Phi Nhung tham gia live show Thúy Nga 133 tại Las Vegas vào tháng 7. Có thể nói sự nghiệp của ba con gái Phi Nhung đi lên đầy may mắn khi có sự dìu dắt của bà chủ trung tâm Thúy Nga và Mạnh Quỳnh. Có lẽ ở nơi Đức Phật, Phi Nhung đang dõi theo phù hộ cho các con mình gặp được Mạnh Quỳnh để được nâng đỡ trên con đường sự nghiệp. Chắc chắn khán giả đang vô cùng háo hức đón chờ những tiết mục biểu diễn trong các live show của Mạnh Quỳnh và ba con gái Phi Nhung tham gia. Có thể ba con gái Phi Nhung sẽ ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp như mẹ nuôi đã từng ở lại Mỹ những năm khởi nghiệp. Tuy nhiên, các con gái Phi Nhung sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn khi có Mạnh Quỳnh và Wendy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trở lại với đêm nhạc, Mạnh Quỳnh đã tham gia live show Nhớ Nhung tổ chức tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cùng với ba con gái nuôi Phi Nhung. Đêm nhạc khiến khán giả vô cùng xúc động với những phần biểu diễn kết hợp đầy ngọt ngào của Mạnh Quỳnh và ba con gái Phi Nhung để tưởng nhớ tới cố ca sĩ. Những sáng tác mới nhất về Phi Nhung cũng được Mạnh Quỳnh thể hiện lần đầu tiên tại sân khấu Việt Nam. Để chuẩn bị cho live show, Mạnh Quỳnh đã chuẩn bị rất kỹ và đêm nhạc đã làm hài lòng khán giả Việt Nam sau một năm anh hồi hương. Sau khi live show kết thúc, Mạnh Quỳnh ngồi lại phía trong hậu trường. Đây là lần đầu tiên trở về Việt Nam anh không hát song ca cùng với Phi Nhung, là người bạn tri kỷ suốt 22 năm, nhưng có lẽ Mạnh Quỳnh chưa thể quen được với cảm giác này. Trên tay Mạnh Quỳnh còn có một đóa hoa, anh lấy một bức ảnh chụp chung với Phi Nhung mà một khán giả đã tặng cho anh. Trong ánh mắt rưng rưng buồn, Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh cũng là giọt nước mắt của anh rơi xuống.